là nói chung là con thuộc dạng như là kiểu như là có thể nói là thói quá xương. Nhưng mà con đã bị mười mấy năm rồi. Và hồi trước là con hoàn toàn là không tin ba cái sản phẩm của bất cứ cái loại thuốc nào hết trơn á. Là con chỉ là tin vào bác sĩ thôi. Con chụp X-ray, MRI, chiropractic, therapy massage luôn. Cho con là khoảng là 40 mấy đến 50 ngàn, nhưng mà con hầu như là khi mà con bước ra khỏi therapy massage thì khoảng nửa tiếng sau là con trở lại y chang vậy. Nhưng mà vô tình một ngày á, có một người cô bạn cho con chỉ có nửa hũ và thalithi thôi. Thì con uống vô thì trong vòng 2 tuần thì con thấy nó khác. And then cái ngày đó thì cũng ngày đó luôn là lên rồi đo sức khỏe thì cái sức đề kháng của con chỉ có là 34 ngàn. Mà bà xã con tới 80 mấy ngàn lần. Vậy hả? Thì con mới uống thử thì con thấy nó better. Con dũa neo con không phải mệt. Con dũa 15 năm rồi. Mà một lần mà con dũa một ngày con dũa 500-600 là thuộc dạng như là con thuộc dạng như đuối á. Nhưng bây giờ con nói với con là dũa 600 hoặc là 800, nếu có khách con có dũa thể thì dũa được. Nhưng mà cái vitality này con uống trong là 2 tháng nay thì con sẽ không còn nghe chuyện đau dí như thế nào nữa. Mới có 2 tháng thôi cháu. Dạ, chỉ có 2 tháng. Và cái cuộc sống của cháu, cái đau của cổ cháu, đằng sau cổ cháu là hoàn toàn. Hoàn toàn, hầu như là con có thể nói là 95% nó hết đau. Vâng, mà cái công việc làm vẫn làm như thế mà. Con có thể không ăn. Con là, hồi đó là con là xấu tính đói lắm. Con vô mà con đói là khách vô cỡ nào con cũng kệ mày đi, tao đi vô tao ăn trước rồi tính sau đi. Nhưng bây giờ là con khỏi cần phải ăn cũng được. Vậy á.